Ngày 29 tháng 3 tại Hà Nội, Vietinbank đã tổ chức lễ ra mắt Hội yêu sách Vietinbank Top 500. Tham dự lễ ra mắt có ông Trần Kiên Cường, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Vietinbank, bà Trần Thu Huyền, thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc khối nhân sự Vietinbank, bà Nguyễn Hồng Vân, thành viên Hội đồng quản trị Vietinbank, ông Phùng Khắc Kế, thành viên Hội đồng quản trị Vietinbank, ông Phùng Duy Khương, Giám đốc khối bán lẻ, hàm Phó Tổng giám đốc Vietinbank và đông đảo cán bộ, lãnh đạo là thành viên câu lạc bộ Vietinbank Top 500. Đặc biệt, buổi lễ còn có sự tham dự của tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Sách Thái Hà. Phát biểu tại lễ ra mắt, bà Nguyễn Hồng Vân cho biết, với mục tiêu khơi gợi lại thói quen đọc sách và thúc đẩy văn hóa đọc cho cán bộ Vietinbank, ban lãnh đạo Vietinbank đã quyết định thành lập Hội yêu sách Vietinbank Top 500. Bà Vân tin tưởng hội sẽ lan tỏa tinh thần đọc sách đến các thành viên Vietinbank Top 500 và toàn thể cán bộ, nhân viên toàn hệ thống Vietinbank, góp phần nâng cao văn hóa đọc sách, tăng cường học hỏi, phát triển bản thân và giảm stress nhằm nâng cao hiệu quả công việc, cuộc sống cho cán bộ Vietinbank. Chia sẻ tại buổi lễ, tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đã nhấn mạnh lợi ích của thói quen đọc sách và các hiệu quả to lớn từ việc đọc sách mang lại. Tiến sĩ Nguyễn Mạnh Hùng đặc biệt ấn tượng và đánh giá cao Vietinbank khi là ngân hàng đầu tiên của Việt Nam thành lập một hội yêu sách để tăng cường văn hóa đọc cho cán bộ. Đồng thời, ông Hùng cũng mong muốn mỗi cán bộ, lãnh đạo trong Vietinbank Top 500 cùng nhau tích cực rèn luyện thói quen đọc sách và lan tỏa thói quen ấy đến toàn thể gần 23.000 cán bộ, nhân viên Vietinbank. Tại lễ ra mắt, ông Phùng Duy Khương và ông Nguyễn Mạnh Hùng với vai trò diễn giả đã trả lời và giải đáp nhiều thắc mắc về việc làm sao nâng cao văn hóa đọc, rèn luyện tính kỷ luật, nâng cao hiệu quả của việc đọc sách và phương pháp sắp xếp bố trí thời gian cho việc đọc sách đến các cán bộ Vietinbank Top 500. Vietinbank nâng giá trị cuộc sống.